Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình biết thêm một cái công dụng từ cái lá dứa này. Thì đây là kêu mà một lá dứa hay kêu một lá thơm gì đó thì tùy theo như mùi cái vùng miền mình kêu nha. Thì hầu hết á thì mình ăn dứa này nè, mình mua về mình ăn, mình cắt ngang cái phần đầu này, mình bỏ cái phần đầu này nè, dứa nè đó, thì bỏ nó rất là tiếc nha, rất là lãng phí. Thì khi mình mua cái dứa về, đa số thì mình cắt ngang cái phần này mình bỏ đây đó, mình cắt ngang cái phần đầu này mình bỏ, mà mình cũng không biết cái phần này là một cái công dụng rất là tuyệt vời cho giúp cho cô chú anh chị mình giải quyết được những cái vấn đề mình đang bị mắc phải, như là nóng sốt trong người nè, nổi mụn nhọt nè, bí tiểu nè đó, giải độc tố tích tụ nè trong cơ thể mình nè đó, ổn định được máu nè, chống đái tháo đường nè, giảm sốt nè, nó rất là nhiều công dụng. Mà hầu hết á, thì mình ăn phần dứa này là mình đem đi vứt bỏ, nên á cảnh phiên cô chú anh chị mình khi ăn rồi mình giữ lại cái phần này để mình làm một cái nước uống để mình giải được hết tất cả những cái muộn phiền đó mình khi mình mắc phải nha. Thì còn làm cách nào thì cảnh mời cô chú anh chị mình theo cảnh để mình biết để mình làm nha. Thì cái phần lá dứa này, cái phần này cô chú anh chị mình cắt ra làm đôi cho cảnh, mình chẻ đôi ra. Thì mình chẻ đôi như thế này. Tiếp theo thì chuẩn bị cho cảnh một thau nước như thế này. Thì mình sẽ cho vô đây một ít muối nha, để mình ngâm cái phần lá dứa này nha. Rồi cái phần lá dứa này mình ngâm vô đây cho cảnh tầm khoảng 30 phút nha, để mình loại bỏ những cái tạp chất như những con sâu gầy này khi nó bám trên cái phần này nha. Rồi sau đó mình sẽ rửa qua cho nó sạch lại nha. Mình sẽ dùng một cái vật nặng để mình đè cho cái phần lá dứa nó chìm ở dưới nha. Mình cho một tô nước, mình đè xuống cho nó ngập hết 3 phần nước của mình nha. Sau khi thời gian mình đã ngâm đã đủ 30 phút thì bây giờ mình sẽ loại bỏ những cái tạp chất đây nha. Thì cô chú anh chị mình thêm khi mình ngâm nó ra một cái chất màng màng như thế này đó, mình loại bỏ cho sạch nha. Mình có thể mình tước ra từ bẹ như thế này cũng được nữa, mình dễ chà rửa hơn nha. Rồi sau khi á, cái phần mình đã rửa phần lá dứa qua xong thì cô chú anh chị mình cho vô đây nửa lít nước cho cảnh nha. Thì phần lá dứa này mình sẽ cho vô đây, mình đun lên sôi 10 phút nha. Tiếp tục cho vô đây 1/3 muỗng muối hột. Mình cho ít thôi nha cả nhà, để khi mình uống nó có vị hơi lớn lớn là lợi thôi, mình không cho vô nha, nhiều quá nó sẽ bị mặn nha. Rồi sau khi mình đã nấu đun sôi lên như thế này, mình cho ra một cái cốc để mình uống nha. Thì cái này cô chú anh chị mình uống sáng trưa chiều gì cũng được nha, mà một ngày mình uống một lần. Cảnh uống thử cho cô chú anh chị mình xem thử nha, biết nó cái hương vị nó như thế nào nha. Một cái hương vị không có gì mà lại khó uống hết cô chú anh chị, nó rất là bình thường, nó có một vị hơi mặn nhẹ và nó không có vị chua nha. Thường thường á thì nếu cô chú anh chị mình nấu phần lá dứa đầu kia sẽ nó có một cái vị chua, còn riêng cái này là nó không có vị chua và một cái vị rất là bình thường, nó chỉ có một hơi mặn nhẹ một chút xíu thôi, rất là dễ uống. Thì mình nấu trong vòng 10 phút là nó sẽ còn lại một ly như thế này, một cốc như vậy mình uống. Thì mình áp dụng liên tiếp cho cảnh trong vòng 2 tuần thì những cái triệu chứng vừa nêu trên cảnh có nói đó, thì nó sẽ giảm đi hẳn cho cô chú bác anh chị mình luôn. Đây thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh cảnh, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp cảnh nha. Thôi cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.